cho các bạn, hôm trước thì mình vừa gửi các bạn video nói về chiếc Galaxy Note 3 đến từ thị trường Trung Quốc, và sản phẩm này được đón nhận rất là nhiều sự quan tâm của khách hàng. Và hôm nay thì mình tiếp tục gửi đến các bạn một cái sản phẩm thậm chí còn ra mắt trước cả chiếc Note 3, đó chính là chiếc Galaxy S4. Thì đây là chiếc máy hiện tại đang có mức giá dưới 3 triệu, một mức giá rất là rẻ ở diện thông minh. Và hiện tại thì Galaxy S4 đây cũng là một chiếc máy mới 100% đến từ thị trường Trung Quốc. Và chiếc máy này thì nếu so với những dòng sản phẩm Xiaomi thì các bạn nên chọn sản phẩm nào? Cũng như là với chiếc Z3 Pro đến từ thị trường Trung Quốc, các bạn nên chọn chiếc S4 hay chọn những sản phẩm đó? Thì hôm nay mình sẽ có bài tư vấn gửi đến các bạn. Và chiếc máy trên tay của mình đây thì nó là phiên bản màu trắng. Thì ngoài ra diện thông minh cũng có một vài màu sắc khác như là màu đen cũng như là màu xanh để các bạn lựa chọn. Và đây là hộp của sản phẩm này. Thì với Galaxy S4 thì chúng ta sẽ có cách đóng hộp là giấy tái chế như truyền thống. Và các bạn lưu ý là với chiếc S4 này thì đây cũng là một chiếc máy mới nguyên siêu luôn. Khi đi mua hàng thì các bạn có thể được tự tay bóc siêu. Ở đây thì mình đã bóc sẵn một sản phẩm như thế này. Và mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, và đương nhiên là sách hướng dẫn này sẽ đều bằng tiếng Trung Quốc hết. Tem email, một chiếc tai nghe, một chiếc cáp kết nối micro USB, các nút đệm cũng như là một củ sạc. Đó, như vậy thì phụ kiện rất là đơn giản và các bạn sẽ có đầy đủ. Với cái việc trang bị cả tai nghe như thế này thì các bạn sẽ không phải mua tai nghe bên ngoài, khi mà chúng ta giống như việc các bạn mua những sản phẩm Xiaomi cũng như là chiếc Z3 Pro thì cũng không được trang bị tai nghe. Chiếc S4 là một sản phẩm ra mắt từ tháng 3 năm 2013, như vậy nó ra mắt gần 4 năm rồi. Và các bạn thấy là 4 năm ở trên thị trường thì gần như bây giờ nếu như các bạn chúng ta muốn tìm những sản phẩm như là S4 hay Note 3 mà hàng mới 100% mà gần như là không có. Đa số chúng ta mua sẽ dưới dạng là máy qua sử dụng. Thì nếu như các bạn không kinh nghiệm thì rất dễ mua phải máy dựng. Thì với cái việc mà cung cấp những sản phẩm máy mới 100% đến từ các nhà mạng như thế này thì ở Diện Thông Minh sẽ giúp cho các bạn chọn được một chiếc máy với chất lượng yên tâm nhất. Thì chiếc S4 trên tay mình nó sẽ đến từ nhà mạng China Mobile. Và phía sau này nó sẽ có logo của nhà mạng. Và chính vì đến từ thị trường Trung Quốc, vì vậy nó cũng sẽ có một vài đặc điểm từ cái thị trường này, như một số chiếc máy mà chúng ta đã biết từ trước, như là sẽ có rất là nhiều ứng dụng rác đến từ nhà mạng, và đặc biệt là cái việc không có CS Play hay những ứng dụng của Google. Vì vậy khi bạn mua hàng ở Diện Thông Minh thì sẽ được cài đầy đủ những cái vấn đề này. Thì mặc định cái phiên bản trên tay mình thì nó đang được chạy sẵn trên Android 4.4.2, và mình đã cập nhật lên cái bản Android 5.0. Và nguyên gốc của nó thì không hỗ trợ tiếng Việt, và khi bạn đến Diện Thông Minh thì sẽ được cài đặt đầy đủ vấn đề này. Thì máy là nguyên bản, vì vậy chúng ta sẽ có tất cả những cái phần mềm như là phần mềm nóc thì sẽ giúp các bạn bảo mật tốt hơn. Thì đây cũng chính là cái điểm giúp các bạn sẽ kiểm tra là máy đã can thiệp hệ thống hay chưa. Thì những sản phẩm Samsung đến từ Trung Quốc như S4 hay Note 3 ở Diện Thông Minh thì đều còn nguyên bản. Đó, thì các bạn có thể yên tâm khi mua hàng. Và có một điểm lưu ý nữa, đó là chiếc máy trên tay mình thì nó sẽ có tên mã là GTI9508 của nhà mạng China Mobile. Và cái mã hiệu này thì nó sẽ sử dụng con chip Qualcomm S600 thay vì sử dụng con chip Exynos như là cái phiên bản Samsung bán rộng rãi trên thị trường. Thì cái việc sử dụng con chip Qualcomm thì sẽ giúp cho các bạn khi mà chúng ta trải nghiệm nó sẽ có hiệu năng và cái tính ổn định nó cao hơn. Và ở đây thì mình cũng đã kiểm tra trong cái phần CPU Z. Thì chúng ta sẽ thấy là con chip Qualcomm S600 với cái xung nhịp là 1.9GHz và nó sẽ có 4 nhân với con chip đồ họa Arino 330. Thì với cấu hình này thì thực ra là chiếc S4 thì nó cũng không còn quá mạnh ở thời điểm hiện tại nữa, nhưng nó vẫn mạnh hơn, con chip S600 thì nó vẫn mạnh hơn trên chiếc Galaxy Z3 Pro và nó yếu hơn một chút so với con chip 430 chạy trên những dòng sản phẩm như là Redmi 3X hay là chiếc Redmi 4, nhưng nó vẫn đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu trải nghiệm của người dùng. Mình cũng đã cài thử nghiệm một vài game như Asphalt 8 thì nó cũng chạy hoạt động cũng khá là mượt mà và không hề gặp hiện tượng giật lag. Hiệu ứng đồ họa thì nó tự để ở cái chế độ medium, tức là không phải chế độ cao nhất, và khi mà trải nghiệm thì nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta chơi game nó được mượt mà hơn, và đương nhiên nó sẽ không có những cái hiệu ứng mà va chạm cũng như làm mờ hậu cảnh khi chúng ta đâm đổ vỡ nó, nhưng mà các bạn vẫn có thể trải nghiệm chơi game nặng một cách bình thường. Và mình cũng đánh giá con chip Qualcomm S600 này thì nó vẫn mang lại cái hiệu năng cũng như cái tính ổn định tốt hơn những dòng chip MediaTek giá rẻ trên thị trường. Và chiếc S4 trên tay mình thì nó sử dụng dựa RAM 2GB và có bộ nhớ trong là 16GB. Và với sản phẩm này thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời được nắp lưng và các bạn có thể thay thế SIM cũng như thẻ nhớ ở đây. Thì nếu như bạn nào chúng ta sử dụng nhiều thì các bạn có thể tìm một chiếc pin ở bên ngoài, một viên pin bên ngoài thì các bạn có thể sử dụng. Bởi vì Note 3 như S4 thì hoàn toàn có thể cho các bạn tháo rời được cái pin này để chúng ta có thể sử dụng được lâu dài hơn. Chiếc S4 thì có một vài đặc điểm phần cứng khác, đó nó sẽ sử dụng màn hình Super AMOLED với độ phân giải là Full HD.
Thì cái kích thước màn hình này thì theo mình đánh giá nó cầm vừa đủ cho lòng bàn tay, nó không quá to như những sản phẩm với màn hình 5,5 inch khác. Và các bạn cầm trải nghiệm thì nó rất là nhẹ nhàng, cầm cảm giác thoải mái, không có cảm giác khó chịu. Và đặc biệt nó không mang lại cảm giác trơn trượt như những sản phẩm sử dụng kim loại. Mặc dù cái vẻ sang trọng nó không bằng, nhưng cái tính mà thực dụng theo mình thì nó tốt hơn. Và cái điểm yếu cho sản phẩm này ở cái thiết kế đó chính là cái viền benzen này khá là dễ xước. Vì vậy các bạn nên sử dụng chiếc ốp lưng cũng như là một chiếc flip cover để bảo vệ máy được tốt hơn. Và trên chiếc S4 thì mình thích nhất một cái điểm đó chính là nó trang bị một cái cổng hồng ngoại. Và cái cổng hồng ngoại này thì giúp các bạn có thể điều khiển các thiết bị trong gia đình như là TV, tủ lạnh hay là điều hòa, rất là nhiều thứ ở đây. Các bạn chỉ cần cài một phần mềm trên CS Play và chúng ta điều khiển các thiết bị điện tử đó. Ngoài ra thì máy cũng có sử dụng camera chính là 13 megapixel. Đây là một thông số camera cũng khá phổ biến hiện nay thì giúp cho chúng ta có thể chụp được những bức ảnh ưng ý. Camera phụ là 2,1 megapixel và máy sẽ có viên pin là 2600 mAh. Như vậy thì trên đây mình vừa gửi đến các bạn cái video nhanh về chiếc Galaxy S4, một sản phẩm mới nguyên siêu và với mức giá là 2.690.000 ở Di động Thông Minh. Thì hiện tại Di động Thông Minh đang có chiếc S4 và Note 3 với mức giá khá là ưu đãi cho khách hàng khi mua sản phẩm. Sản phẩm này thì nếu như các bạn nào đang phân vân chúng ta cần một cái thiết bị đến từ một thương hiệu lớn với mức giá rẻ thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn chiếc S4. Còn nếu như bạn nào cần một sản phẩm với cấu hình cao, có một thiết kế đẹp hay là những tính năng nổi bật, những tính năng thể thực hiện nay như là cảm biến vân tay này, dung lượng pin lớn thì các bạn có thể tham khảo qua những sản phẩm đến từ Xiaomi. Và với Samsung thì chúng ta cũng có một chiếc máy nữa, đó là chiếc Galaxy Z3 Pro. Thì Z3 Pro theo mình thì nếu bạn nào mà chúng ta muốn dùng hai sim ý, thì có thể chọn Z3 Pro. Còn với ai mà cần một cái sản phẩm có hiệu năng tốt hơn này, màn hình sắc nét hơn này, đẹp hơn thì có thể chọn chiếc S4. Bởi vì thực ra S4 nó được xếp vào flagship một thời, tức là cái phân khúc cao cấp ở thời điểm ra mắt. Và khi mà lựa chọn một sản phẩm flagship một thời bên cạnh một sản phẩm tầm trung thì với bản thân mình thì mình luôn ưu tiên chọn những flagship một thời, bởi dù sao nó cũng được trang bị những cái phần cứng cũng như những tính năng tốt nhất ở thời điểm đó. Và để trải nghiệm sản phẩm này thì các bạn có thể qua những showroom của Di động Thông Minh trên toàn quốc. Và khi mua chiếc S4 hiện tại thì các bạn sẽ được nhận ngay một gậy chụp ảnh cũng như nhiều phần quà ưu đãi khác. Còn bây giờ thì xin chào, cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.